Hôm nay, Nam Bộ dự báo sẽ giảm mưa cả về diện và lượng. Số điểm mưa vừa mưa to sẽ không còn xuất hiện nhiều như những ngày trước đó nữa, mà chỉ xảy ra ở cục bộ. Tuy nhiên, thì trong mưa vẫn cần đề phòng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh bất ngờ. Để tránh những cơn mưa làm gián đoạn lịch trình vui chơi, thì quý vị nên sắp xếp kế hoạch của mình trong buổi sáng và trước 4 giờ chiều. Thời điểm này, thì trời lúc nắng, lúc là nhiều mây, không quá nóng với mức nhiệt phổ biến từ 32 đến 33 độ. Chỉ ít nơi có nhiệt độ lên cao 34 độ như Đồng Phú, Thủ Dầu 1, Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh hay như Vĩnh Long. Nếu cuối tuần này quý vị chưa biết đi đâu thì các vườn dâu da ở miền Tây sẽ là một gợi ý thú vị. Hiện dâu da đang bước vào mùa và các nhà vườn đã mở cửa cho khách đến tham quan, chụp ảnh, kết hợp với bán trái chín ngay tại vườn. Dâu da là loại trái cây đặc trưng của khu vực miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là ở An Giang, với khí hậu mát mẻ, độ cao thì lại vừa phải và đất đai phù hợp. Vùng đất núi cấm đã trở thành điểm trồng dâu da nổi tiếng. Mặc dù không có nổi bật so với các loại trái cây khác, nhưng thời điểm dâu chính, nơi đây sẽ tràn ngập màu sắc của những chùm dâu vàng ngọt và tạo nên một cái vẻ đẹp rất nên thơ của núi cấm. Đảo Phú Quốc ngày hôm nay thì dự báo, ban ngày thì trời sẽ có nắng Nhiệt độ cao nhất về trưa chiều khoảng 32 độ. Trời nắng đến 3 giờ chiều, sau đó mây lên nhiều, mưa bắt đầu xuất hiện. Càng về tối thì mưa càng dày và có khả năng sẽ kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tối và đêm ở đây chỉ khoảng 25 độ, rất mát. Chuyển sang thời tiết biển. Thưa quý vị, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang Hôm nay, ban ngày trời cũng có nắng nhiều, gió không có cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, sóng cao từ 0,5m đến 1,5m.